Vân Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Sinh hoạt văn nghệ của VNTV buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị gặp gỡ hai khuôn mặt rất là quen thuộc trong các sinh hoạt văn nghệ của chúng ta tại San Diego. Đó là cô Mindy Focal Nguyễn và bên cạnh đó là anh Minh Tuấn của chúng ta tại San Diego. Chào anh Minh Tuấn và Mindy. Chào chị Vân Anh. Mindy xin thân ái kính chào khán thính giả của VNTV. Minh Tuấn cũng xin kính chào khán giả của đài VNTV. Thì thưa quý vị, Mindy cũng như anh Minh Tuấn sẽ giới thiệu đến chúng ta một cái chương trình văn nghệ rất là đặc biệt sắp tới do Mindy tổ chức. Và trước khi chúng ta đi vào chương trình văn nghệ thì Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị, Mindy là một người chuyên viên về địa ốc tại San Diego. Thì Mindy có thể update về tình hình địa ốc của chúng ta tại San Diego? Dạ thưa chị Vân Anh và anh Minh Tuấn ở cùng với khán thính giả của VNTV. Thì cái chương trình cái update của real estate của San Diego theo cái thống kê của SDAR là San Diego Realtor Association, thì từ hồi tháng 4 năm rồi cho tới tháng 4 năm nay thì những cái nhà single family ở PQ lên được 8.2% là giá lên, và ở Mira Mesa thì cũng lên được khoảng 8.8%, và những cái nhà ở Claremont là cái khu của mình ở đây là lên khoảng 5.2%. Affordable housing mà low 800 tức là bây giờ giá nhà ở đó đó affordable là phải 800 mấy trở lên rồi đó, tức là mình đi nói là nó lên không biết là 7-8%, nhưng bây giờ thấy nhà, giá nhà càng ngày càng mắc. Hồi lúc mà mình mới qua 75 tới giờ anh thấy cái nhà có mấy chục ngàn tới 100 ngàn, bây giờ tới 800 ngàn, affordable housing mà tới 800 ngàn. Đúng rồi. Vâng thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin đi vào chi tiết cái chương trình văn nghệ sắp tới có tên là Summer Kickoff Celebration. Quý vị còn nhớ không, cách đây một năm phải không Minh Tuấn, thời gian đi qua quá nhanh. Chúng ta nhớ là năm ngoái cũng với cái chương trình mà Minh Đì tổ chức và anh Minh Tuấn là một trong những người điều hợp chương trình, rất là vui. Dạ, thì Tuấn có nói là năm ngoái mà khi Tuấn đứng trên sân khấu với Minh Đì đó, Tuấn nói là năm đầu tiên Minh Đì làm đó thì bán giá rất là rẻ, có 10 đồng, không có bao giờ chương trình giả dũ mà bán giá 10 đồng, mình chỉ lấy cái tiền đó để cover một phần chi phí thôi. Tuấn có nói trên sân khấu rõ ràng, anh em có làm chứng là tôi nói nếu gì ủng hộ Minh Đi mua nhà mà năm sau khá đó, Minh Đi sẽ tổ chức party lần tới mời free. Và điều đó là thành sự thật phải không anh? Dạ, tức là năm ngoái Minh Đi phải chắc bán được nhiều nhà lắm. Dạ, kính thưa quý vị cũng như là chị Vân Anh và Minh Tuấn, thì năm nay thì em làm được khá hơn chút xíu. Chừng chục căn nhà thôi phải không em? Dạ, dạ em cũng, cái vấn đề là làm cái show này là Minh Đi xin được cảm ơn tất cả những người khách, cũng như là những anh chị em, bạn bè, cũng như là anh Minh Tuấn, chị Vân Anh và cùng với những cái người bạn rất là thân của em đã giúp đỡ hồi năm rồi để làm một cái chương trình văn nghệ rất là phong phú. Và năm nay thì giống như em cũng như là xin được cảm ơn để làm một chương trình lần nữa và mời tất cả những vị khách của năm rồi tới, và cũng như là bạn bè mới hay là khách mới tới để chung vui. Nhưng mà Vân Anh với Minh đi ha. Kỳ này anh cũng làm MC, anh sẽ nói lần nữa, nếu quý vị tiếp tục ủng hộ cho Minh Đi năm tới, không những Minh Đi mời đi free mà còn ăn free nữa. Cho lại 10 đồng nữa. Không, chưa em, bây giờ ăn free trước. Ăn free. Qua năm tới. Năm sau nữa là có rượu uống free nữa, rồi năm sau nữa mới cho lại 10 đồng mình từ từ chứ. Thành ra quý vị tiếp tục ủng hộ nữa thì Tuấn hứa là năm sau nữa là cái này chắc là vừa dễ đầm free mà vừa ăn free. Tuấn ở đây từ 75 á. Thì hồi thời thập niên 70 thì có anh Lê Quang Hiệp là người realtor rất nổi tiếng, là bố của Mimi Lê đó. Anh Lê Quang Hiệp nhảy van rất là hay, nhưng mà sau mấy chục năm rồi bây giờ mới có một người realtor mà hát hay. Tức là hồi xưa là realtor nhảy đầm hay, bây giờ tới realtor hát hay. Ở đây mấy ông realtor đâu ông nào hát hay mà đẹp như Minh Đi đâu phải không ạ? Có rất là đặc biệt. Quý vị đi mua nhà được nghe Minh Đi hát free. Cảm ơn anh. Cái chương trình này của mình đó thì để tham gia thì làm sao Minh Đi, tức là có vé mời hoặc là gọi số điện thoại như thế nào? Dạ thưa chị, thì có vé mời. Nếu mà quý vị muốn tham gia cái chương trình thì xin liên lạc với em, có cái số phone ở trên màn ảnh, trên màn ảnh và cũng như là ở trên Facebook, hoặc là liên lạc với anh Minh Tuấn hoặc là chị Vân Anh. Và kính thưa quý vị, cái này là mời quý vị tới để chung vui với tụi em, thành ra hình như mình được khoảng bao nhiêu vé tụi này gửi ra gần 400 vé mời rồi. Wow. Thành ra tụi này sẽ welcome quên mấy chị tới chơi, nhưng mà nhiều khi mấy cái bàn tốt đó có người ta dành hết rồi. Thành ra cũng, nhưng mà bàn nào cũng tốt hết. Mình ở trong nhưng đó mà nếu mà quý vị khán thính giả theo dõi chương trình của chúng ta mà muốn tham gia thì vẫn có thể gọi Mindy được ha? Dạ. Quý vị.
Dạ vâng. Gọi cho biết tên thì sẽ giữ vé tại chỗ và mời có bàn ngồi đàng hoàng. Vâng, thưa quý vị, vào ngày thứ 6 27 tháng 5 sắp tới tại nhà hàng Lee's Garden sẽ là một cái chương trình rất là đặc biệt do Mindy và các anh chị em nghệ sĩ với khuôn mặt rất là quen thuộc, mà anh Tuấn có thể kể khuôn mặt những người đóng góp trên chương trình. Thì trong đó thì phần chính là ban nhạc Moon River và Mindy là ca sĩ chính nổi tiếng nhiều năm. Dạ, vừa làm MC vừa hát mà vừa hát cả lương nữa. MC là anh Minh Tuấn và Mindy, rồi có ai nữa không? Và anh MC Dương Nghi. Wow, anh Dương Nghi là trưởng ban nhạc của Moon River. Dương Nghi là người ca sĩ đẹp trai ở Senegal đó. Ca sĩ thì tụi em có ca sĩ chị ca sĩ Bích Thủy, Thanh Trang. Anh Tài Trống Tuấn Anh và cũng là ca sĩ Tuấn Anh và cái chương trình of course ca sĩ MC nhạc sĩ Minh Tuấn. Nhưng mà đặc biệt đó là có rất nhiều người thích loại nhạc rumba, cho nên lúc đầu thì có làm một cái liên khúc rumba. Mời bắt đầu vô đúng 8 giờ mình hát liền. Dạ, có phát thanh qua mình hát. Mỗi người hát một bài bolero mà khá nổi tiếng mà hết anh em mày hát, mà trong đó đặc biệt là có sự góp mặt của anh Kim Phú, gọi là The King of Bolero. Dạ, thành ra quý vị bảo đảm tới sớm để được coi cái chương trình rất là hay. Dạ, dạ. Cái chương trình 8 giờ mà tụi em kêu là Rumba Marathon đó là sẽ nha sĩ Nguyễn Hiền sẽ đánh cái One Man Band trước. Dạ. Và sau đó 8 giờ rưỡi thì ban nhạc Moon River sẽ chơi. Và guest, special guest thì em có anh nam ca sĩ Minh Đức. Ảnh cũng là sponsor của cái chương trình của em hôm nay, ảnh làm cho Shutter and Blinds của Daylight Shutter and Blinds. Và người kế tiếp là chị Thùy Hương. Chị Thùy Hương cũng là một trong những người bạn rất là thân. Và cái người thứ ba là anh Kim Phú. King of Polaro. Hẹn gặp quý vị vào ngày thứ 6 sắp tới tại nhà hàng Lee's Garden trong chương trình Summer Kickoff Celebration do Mindy cũng như ban nhạc Moon River tổ chức. Dạ, tối hôm đó tụi em có 3 MC, Mindy, Minh Tứng và Dương Nghi. Xin mời tất cả quý vị tới chung vui với tụi em. Quý vị tới chung vui năm nay, năm sau sẽ tới chung vui mình còn được ăn free nữa. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Anh Minh Tứng có nói muốn nói gì trước khi chúng ta chia tay? Cảm ơn tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình. Minh Tuấn rất là sung sướng hôm nay đã được trở lại và được hiện diện với Văn Anh và những anh chị ở đây. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho đài trong bao nhiêu năm qua. Không có quý vị thì đài không có nào sống vững vàng tới ngày hôm nay. Thành ra cảm ơn quý vị. Vâng, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ 6 sắp tới, 27 tháng 5 tại nhà hàng Lee's Garden với ban nhạc Moon River. Xin thân ái chào tạm biệt. Mindy xin thân ái kính chào tất cả quý khán thính giả của VNTV. Ladies and gentlemen, thank you for your love and support these past years, and looking forward to working hard to support you next year. Thank you.